12 quyền lợi đặc biệt của bộ đội xuất ngũ, bạn đã biết hay chưa? Khi nhắc đến nghĩa vụ quân sự thì hầu hết các anh em đều rất lo lắng, sợ cực sợ khổ, nhưng rất ít người biết đến những quyền lợi đặc biệt của bộ đội xuất ngũ. Thì ngày hôm nay trong video này, Kỳ Duyên sẽ cùng với tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những quyền lợi hấp dẫn của bộ đội xuất ngũ. Và trước khi bắt đầu video, đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video để lan tỏa đến nhiều người biết hơn nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Quyền lợi đầu tiên đó chính là trợ cấp xuất ngũ một lần. Mỗi năm phục vụ trong quân đội thì hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ sẽ được trợ cấp bằng 2 tháng lương cơ sở hiện tại. Tức là sau khoảng 24 tháng đi phục vụ trong quân đội thì các bạn sẽ mang về cho mình là 7.200.000 đồng. Ngoài ra, nếu bạn phục vụ tại ngũ thêm từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng, được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Nếu phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng, được cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Quyền lợi thứ hai đó chính là trợ cấp tạo việc làm, được tính bằng 6 tháng lương cơ sở hiện tại. Như vậy, sau khi xuất ngũ, anh em sẽ có mức trợ cấp tạo việc làm trị giá 10.800.000 đồng. Quyền lợi thứ ba của các đồng chí đó chính là được tổ chức buổi gặp mặt chia tay khi xuất ngũ với mức chi là 50.000 đồng cho một người, được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú hoặc cấp tiền phụ cấp xăng xe đi đường theo quy định hiện hành. Và quyền lợi thứ tư là mức hỗ trợ đặc biệt với người thân của các đồng chí khi không may gặp thiên tai hỏa hoạn, với mức hỗ trợ là 3 triệu đồng trên một người một lần. Và nếu khi ốm đau sẽ là 500.000 đồng trên một lần một người thân. Và trong trường hợp xấu khi không may mất tích hoặc từ trần sẽ có mức hỗ trợ là 2 triệu đồng trên một người. Quyền lợi thứ năm, con nuôi hoặc con đẻ hợp pháp của các đồng chí sẽ được hỗ trợ miễn giảm học phí. Quyền lợi thứ sáu, nếu anh em nào có nhu cầu gửi tiền và gửi bưu phẩm về cho người thân hoặc gia đình thì sẽ được miễn cước. Và đặc biệt, nếu anh em nào lãng mạn muốn gửi thư tình cho người yêu thì mỗi tháng sẽ được cấp 400 thư miễn phí. Quyền lợi thứ bảy đó chính là khi các bạn thi cao đẳng hoặc đại học sẽ được cộng điểm ưu tiên. Quyền lợi thứ tám, nếu anh em là thành viên của hộ nghèo hoặc là học sinh sinh viên đã từng vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội thì trong thời gian nhập ngũ sẽ được tạm hoãn trả và không mất tiền lãi suất trong suốt thời gian nhập ngũ. Quyền lợi thứ chín, anh em nghỉ phép hàng năm sẽ được thanh toán tiền tàu xe, phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Nếu anh em muốn về thăm gia đình người yêu thì không cần lo chuyện tiền bạc vì đã có nhà nước lo luôn cho rồi. Quyền lợi thứ 10 của các đồng chí đó chính là được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau khi xuất ngũ, bằng cách mỗi đồng chí khi ra quân được cấp một chiếc thẻ học nghề. Và nếu như anh em chưa biết rằng chiếc thẻ học nghề này dùng để làm gì và sử dụng sao cho hiệu quả thì có thể tham khảo video ở trên này nhé. Đặc biệt, các đồng chí sẽ được tiếp nhận vào học ở các trường trước đó, được cộng điểm ưu tiên trong các kỳ thi tuyển công chức viên chức hàng năm. Quyền lợi thứ 11 đó chính là trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài việc trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm thì anh em còn được cấp trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được tính bằng mỗi năm phục vụ trong quân đội sẽ được hưởng bằng 2 tháng lương cơ sở hiện tại. Như vậy, sau 2 năm phục vụ trong quân đội, tiền bảo hiểm xã hội một lần của các đồng chí sẽ là 7.200.000 đồng. Lưu ý, nếu đồng chí nào không muốn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, số tiền này sẽ được cộng dồn lại để hưởng lương hưu sau này. Quyền lợi thứ 12, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp trong thời gian làm việc tập sự. Thêm nữa, ngoài những khoản tiền trợ cấp phụ cấp, các anh em còn được học bắn súng miễn phí, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ free, học 8 thế tấn, 16 động tác võ, 35 thế liên quyền, 8 thế tấn công, 8 thế phòng thủ. Ngoài ra còn có các lớp học như năng khiếu, như đàn guitar, thổi sáo, thổi tiêu và nhiều các môn khác. Thêm vào đó, các anh em còn có bãi tập gym, bể bơi, các buổi tiệc như sinh nhật đồng đội, ngày lễ Tết được ăn free 11 ngày tiền ăn, mỗi ngày trị giá 120.000 đồng trên một người. Chưa kể còn được trải nghiệm thực tế ở các vùng quê, tham quan các danh lam thắng cảnh, một năm được 2 lần xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, xem phim màn hình full 1.000 in, đặc biệt tối còn có người hát cho ngủ, ăn có người nấu cho ăn. Ai có người yêu đi xong chiều cao còn tăng 20 cm. Ngày nhập ngũ được chính quyền tổ chức lễ hội tòng quân qua cầu Vinh Quang, được các hot girl đeo hoa lên ngực. Tôi hỏi các bạn làm các ngành nghề khác thì có được làm lễ hoành tráng như vậy hay không? Nhắc qua những quyền lợi trên thôi thì Duyên nghĩ rằng đã có rất nhiều các anh em muốn tham gia nghĩa vụ quân sự luôn rồi. Vì vậy, anh em đừng nghĩ đến việc trốn nghĩa vụ quân sự nhé, bởi đây là một tội rất nặng. Nhẹ thì có thể bị phạt hành chính, hoặc nặng hơn, nghiêm trọng hơn có thể truy tố trách nhiệm hình sự. Thời gian trong quân ngũ vô cùng khắt khe, nhưng có như vậy thì anh em mới có thể thấy rằng bản thân mình đã trưởng thành hơn như thế nào. Chắc chắn trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ mang lại cho anh em rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Vừa rồi Duyên đã chia sẻ
sẻ cho các bạn những quyền lợi đặc biệt của bộ đội khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu video ngày hôm nay mang lại cho bạn một giá trị nào đó thì đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và có thể chia sẻ video này để lan tỏa video để nhiều người biết hơn nữa. Nếu bạn có điều gì thắc mắc, hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ đến hotline 0961877991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Kỳ Duyên Trường Dạy Nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.